Em xin chào tất cả anh em đam mê radio các xem trên toàn quốc. Xin giới thiệu với anh em con đài Nati Ona. Con này có màu đen là RX-C45 các bác nhé. Máy thì được ship từ Nhật Bản về. Đây màu đen của nó các bác. Ship hàng không từ Nhật Bản về các bác nhé. Đây nó rất là đẹp. Em sẽ quay chi tiết các góc cạnh cho các bác xem. Các bác nhận hàng kiểm tra đúng với số seri này nhé. Đấy. Đây nó có pin bên trong đây. Made in Japan các bác nhé. Nó sản xuất năm 1980 các bác, 1980 đấy, năm đấy. Có 5 cần để qua đi giờ này. Đấy, chỉnh 3 tép tùy ý nhá. Đấy, ngoài ra nó có thêm chế độ bật tắt equalizer. Đấy. Các bác thích nghe qua equalizer hoặc là không thích nghe thì tắt nhá. Rất là đẹp các bác nhá. Các bác nhìn cái phần xi mạ đây này. Đấy. Rồi cái nón loa này. Đây nón loa vậy nhá. Em để tắt xe em chuyển sang chế độ tắt. Đầu tư con này đang rất là mới này. Các bác nhận hàng có thể mở ra kiểm tra nhé. Ở đây thì quay video thì chất lượng hình ảnh em quay bằng điện thoại thì nên là có thể là nó đến với các bác nó không thực tế đẹp giống như trên trước mắt nhìn thực tế được. Đấy, em test lại in này, em đốt lại in này nhá. Thank you.
Chất âm rất tuyệt vời các bác nhé, nghe rất sướng luôn, rất êm ái mượt mà này. Cơ auto stop, đây là phần các xét em đã test xong, em đã test xong. Đại đoàn kết để vượt qua mọi thách thức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã về dự đại hội. Hôm qua các thôn xã đã tiếp tục sóng lên những hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tai nạn giao thông tại các vùng nông thôn. Ví dụ như vào hồi tháng 2 năm 2024 tại km 30 quốc lộ 47C. Nữa, đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội. Thời sự 18 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV lúc 18 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần. Chuyên trang đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch đại hội gồm 55 vị và đoàn thư ký đại hội gồm 5 vị. Đấy. Với niềm vui tắt bật equalizer này. Đại hội trân trọng các bác nghe tên người khác nhé. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành. Trên thực tế, người dân ở khu vực nông thôn khi tham gia giao thông thường vi phạm một số lỗi như đi không đúng phần đường quy định, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ cho phép, điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia, không có giấy phép lái xe, kỹ năng hạn chế xử lý tình huống kém. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng nông thôn mặc dù được đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn tình trạng đường vào thôn xóm nhiều ngõ ngách, đường ngang, đường nhánh. Đấy, đây là phần em nhé, em chuyển sang ai em này. Được và thông báo cho cơ quan chức năng đã được đại hội hiệp thương cử đây, đây là sóng ai em nhé, đại hội lên điều hành đại hội, đoàn tư kết đại hội lên vị trí làm việc. Quý vị và các bạn, vào lúc này chúng tôi đây, thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến phản ánh những điều bất cập diễn ra xung quanh bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị. 024-37-919191 mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả. 024-37-919191 mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả. Tôi cũng đang thấy chủ tịch và đoàn thư ký đại hội đã được mời lên vị trí làm việc trên sân khấu. Cùng với đó là các đấy, em vừa test tất cả mọi chức năng của máy các bác nhé. Lần này bác nào mà thiện chí thì có thể kết nối với em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình này các bác nhé, qua Zalo hoặc Facebook hoặc tài các xét. Các bác nên là kết nối qua Zalo, có thể gọi trực tiếp cho em cũng được. Em sẽ quay gọi trực tiếp, em sẽ quay đi máy cho các bác xem luôn. Đấy. Về con Nativna C45 này thì hiện tại em đang có hai con các bác nhé, đang có hai con như thế này. Đấy, một con này thì em đã vệ sinh và thay dây cu loa rồi, còn con kia thì em chưa vệ sinh thay dây cu loa. Thì vệ sinh và thay dây cu loa con nào thì em sẽ lên con đấy cho các bác. Máy thì có số series.
nên là các bác cứ yên tâm. Bác nào mới theo dõi kênh, chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.